Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tính đến ngày 23 tháng 6 đã bắt giữ 75 nghi phạm liên quan vụ tấn công bằng súng, dao, bom xăng tại hai trụ sở xã ở huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, khiến 9 người tử vong và 2 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Theo Đài truyền hình Việt Nam, các nghi phạm gây án với tính chất manh động, hung hãn, tinh vi. Kẻ cầm đầu nhóm đã phân chia nhiệm vụ, bàn bạc với những người còn lại trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Tại trụ sở điều tra, các đối tượng khai được kẻ cầm đầu dụ dỗ lôi kéo, hứa hẹn sẽ cho vật chất tài sản nếu tham gia cuộc tấn công. Đối tượng Y Chanye cho biết, người chủ mưu bảo cứ thấy người là giết, là xả súng. Người chủ mưu hứa hẹn cho mình cuộc sống ấm no giàu sang. Nhóm đối tượng bắn, giết bất kỳ ai chúng gặp trên đường di chuyển. Y Mang Mio, đối tượng trong vụ việc cho biết, người cầm đầu bảo đứng canh, người dân không nghe theo là sẽ đâm. Ngoài ra, đối tượng Y Tim Nie khai lấy súng bắn và lấy bom xăng tự chế ném về phía trụ sở công an xã. Thấy chỗ nào có người là sẽ bắn. Tương tự, một số người dân chứng kiến vụ việc cũng tường thuật. Các đối tượng gặp ai là bắn, giết người đó với chủ đích giết đến cùng. Khi nghi phạm Y Tho Ayun, trú tại huyện Krông Búc, là một trong những đối tượng thuộc nhóm cầm đầu vụ đập phá, gây rối hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Để tập hợp người và vũ khí, thực hiện hành vi, Y Tho chỉ lôi kéo những đối tượng nào hiểu, còn lại đa số người dân ở đây, Y Tho không dám dụ dỗ và kích động. Ở địa bàn của những đối tượng tham gia vụ đập phá, nhiều người dân lên án hành vi của những đối tượng này và cho biết các trường hợp tham gia vụ nổ súng chỉ thuộc một nhóm người, hầu hết bà con ở buôn làng, sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn và có cuộc sống kinh tế ổn định, không tham gia và bị kích động vào tổ chức hay nhóm chống đối nào. Các đối tượng bị bắt giữ đều thừa nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động đảm bảo an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn. Đến nay, trước sự truy xét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với công tác tuần tra kiểm soát, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, cuộc sống dần dần ổn định. Theo thông tin từ báo Tin Tức, ngày 4 tháng 7, thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cụ thể, bị can bị truy nã đặc biệt là Y Juan Eban, sinh năm 1970, trú Buôn Mắp, thị trấn Airport, huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk. Trước đó vào ngày 3 tháng 7, đối tượng trên đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015, theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk. Ngày 23 tháng 6 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm. Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội che giấu tội phạm. Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra các quyết định truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan. Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tiến hành truy bắt nhóm người gây ra vụ nổ súng ngay sau khi vụ việc xảy ra. Trưa ngày 11 tháng 6, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 6 nghi phạm. Đến sáng ngày 12 tháng 6, số người bị bắt giữ là 22. Tính đến 10 giờ ngày 13 tháng 6, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ được 39 người, thu giữ nhiều vũ khí, bao gồm súng trường CKC. Đến tối cùng ngày, số người bị bắt là 45. Trong đêm 13 tháng 6, có thêm một người ra trình diện với cảnh sát, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 46. Đến ngày 15 tháng 6, nghi phạm Y Tho Ayun được cho là một trong những người cầm đầu vụ nổ súng bị bắt giữ.
Ngày 17 tháng 6, đã có 62 người bị bắt liên quan đến vụ việc. Ngày 20 tháng 6, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 74 người, thu 15 khẩu súng các loại cùng 1.199 viên đạn và nhiều vũ khí khác để phục vụ công tác điều tra. Ngày 23 tháng 6, nhà chức trách thông báo đã bắt giữ 75 nghi phạm. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát, từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, nhóm người tấn công các trụ sở Ủy ban Nhân dân xã được cho là bị một người có tên Isom yêu cầu tập trung ở khu vực huyện Cư Quyên, hứa hẹn sẽ đưa những người này ra nước ngoài. Theo đó, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, đã có hơn 50 người từ nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tập trung tại một chòi rẫy trên địa bàn huyện Cư Quyên để ăn uống và bàn bạc, sau đó lên kế hoạch cho việc tấn công. Theo Trung tướng Tôn Sô, nhóm người này được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Theo lời khai của Itoa Yun, một trong những người bị cáo buộc cầm đầu vụ nổ súng, anh đã đi tuyên truyền kích động nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Anh cho biết bản thân chỉ tuyên truyền cho những người tin tưởng vào hành động của mình. Để nhanh chóng vây bắt được các đối tượng nguy hiểm tấn công hai trụ sở công an xã, không chỉ có sự tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm mà còn có sự giúp sức không nhỏ của bà con nhân dân địa phương. Trong thời gian truy bắt những người có liên quan đến vụ nổ súng, nhiều người dân trên địa bàn huyện Cư Quyên đã góp gạo, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để nấu các suất ăn, tặng cho các lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ. Người dân trên địa bàn, bao gồm cả phụ nữ, cũng hỗ trợ và tham gia tích cực cùng lực lượng cảnh sát trong quá trình truy bắt các nghi can. Chính quyền huyện Cư Quyên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho lực lượng thực thi pháp luật tham gia vây bắt những người nổ súng đã bỏ trốn. Ghi nhận từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, mang rợ, mất nhân tính. Ông cho biết, nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí bí thư xã Ea Cơ Tu, đồng chí chủ tịch xã Ea Tiêu, nhiều cán bộ công an và người dân khác. Khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban Nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Trung tướng Tôn Sô nhấn mạnh, hành vi của các đối tượng thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm trước pháp luật. Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc. Đến ngày 23 tháng 6, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 75 đối tượng trong vụ việc. Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết, truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiến hành công tác điều tra xử lý nhanh chóng theo đúng quy định, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự, chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng, lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.